Ừ. Có cái mùi bánh không sao mày? Nhà bánh đây. Gần 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 đây, gần đây, gần đây, gần đây. Đấy, bánh kem nè. Trời ơi, bánh kem ai để đây? Trời ơi, chắc là Ủa, chị ra Minh rồi, hay ra Phong Nguyễn. rồi. Phong Nguyễn làm tặng mình nè. Trời ơi, ngon này, nhìn nó đúng hấp dẫn luôn. Ok, Làm chuẩn miếng bị mới đặt xài ai. rồi Ngầm 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 ngầm. Nửa tiếng hay là nửa ngày gì đó là hả, tao tới tao bắt mày đi á. Gì bắt em? Trời ơi, em đẹp như thế này mà tự nhiên bắt em làm gì? Nhìn nè, thấy không nè, cách ăn mặc hiện đại nè, đó, màu tóc rồi gì, nhìn đẹp không? Đó, dễ thương ghê luôn. Ăn mặc hiện đại lắm. Ăn hại, ăn mặc hiện đại lắm. Bây giờ nói coi lên đây chưa có chuyện gì không? Có gì đâu, em lên thăm chị á. Lên thăm chị. Đúng rồi, rồi gặp tao rồi ta. Chị vẫn khỏe. Em về đi em, bye bye. Trời ơi, lên em là em lỡ em lên thăm rồi, chị phải cho em vào nhà em ở nhà chị 2-3 ngày chứ. Trời ơi, có một cô bé dễ thương như em ở trong nhà chị mà chị không thích hả? Tao sợ cái nhà tao nó không có gì. Em muốn ở cũng được nhưng mà ở 2-3 ngày thôi hả? Ở càng lâu cũng được, tháng, 2 tháng, 5 năm cũng được. Trời ơi, chị miễn chị cho em ở mà. Chị ở này khu văn minh lịch sự lắm, em vô là nó bắt hành khu vô văn hóa lắm, em mà vô là bạn gì vậy? Bây giờ chị học giao đó chứ mà chị không cho ở đúng không? Chị nhìn cho người em nè nè, súng nè nha, là bơm nè, chị nhìn nha. Bây giờ chị có cho ở không? Bây giờ hay là chị muốn banh cái nhà? Chị muốn banh cái nhà không? Cắt mấy cái chỗ đó ra đi, trời ghê quá à. Lộn thì lộn lại nè. Ủa sao lộn không được, kỳ vậy? Rồi, chết rồi, chắc anh nhà rồi. Bây giờ chạy đi, giờ sao? Giờ chị có cho em ở không? Hay là chị muốn ăn cái này liền? Ở thì ở, nhưng mà bây giờ chị có một điều kiện là ở một vài ngày thôi nha. Ở vài ngày thôi, tại vì chị nói thiệt cho em, chị cũng không có giấu, không phải chỗ chị em mà chị không muốn cho em ở, mà là ở trong làng này có một trưởng làng nó khó ưa lắm. Nó mà ai mà vô ở mà không có hộ khẩu hay là không quen biết á, nó bắt nó đóng phạt á. Đóng phạt nhiều kim cương lắm mà. Em chỉ biết em mà em thương tiền lắm, làm gì mà em đóng kim cương cho nó được, đúng không? Nên em ở vài bữa thôi, chị sẽ lén lén cho em ở, chịu không? Thôi cũng được, nói chung là mẹ đã ở trên đây chơi được rồi, ở trên thành phố nhìn thấy cũng đẹp đó. Rồi vậy thôi, vô nhà đi. Ok chị, trời sáng sớm giờ đi lên đây đó bụng quá, có gì ăn không chị? Ủa này, thịt bò chưa chín nữa còn gì ăn không chị? Đó bụng quá làm tổn hại nhan sắc của em nè. Em ăn khoai tây đỡ nha, chứ nhà chị nghèo đó không có gì chơi, ăn khoai tây. Thôi trời, khoai tây ăn nóng lắm không ăn đâu, chị giữ đi. Mẹ không ăn thôi, mày nhịn đói đi, nhà chị hết đồ ăn rồi, có mỗi khoai tây rồi, chị ăn khoai tây giảm cân đó cưng. Khoai tây mà giảm cân gì trời, đem ra ngoài coi coi biết đây có gì không. Có cái chuồng gà nè, đem qua bên đây coi không biết có mấy con gà không, trong trong chuồng không ha. Có mấy con gà nè, đem làm thịt nó nha chị. Trời ơi, trời ơi, ở cái khu này là đừng có đi lung tung. Trời ơi, đi lung tung rồi gặp ai là người ta tưởng là hả gì, người ta tưởng con gà, người ta tưởng con tắc kè. Ố quá, người ta tưởng người lạ, ta báo công an bắt nữa giờ. Gì người lạ? Trời ơi, em là chị em của chị mà. Này là em đi làm cái thịt gà coi ngon quá. Trời ơi, ngon ghê luôn á. Trời ơi, thịt gà ngon ghê, ăn tươi nước sống nó luôn. Nhà chị có phòng tắm hả giờ không? Cho em về em tắm cái coi nóng quá. Hèn gì mà như con heo vậy đó, trời không khác con heo luôn, đúng năm nay năm hợi mà đúng là heo mà. Thôi em với chị là chị em sinh đôi mà, chị em sinh đôi phải giống nhau thôi. Rồi đi xuống đây. Đi xuống đây hả? Ôi nhà chị có đường hầm bí mật luôn. Đừng mà chị leo xuống đây ạ. Xuống đây, chị chỉ cho tôi lát cho. Trời ơi nè chị cất dao kéo nè, rồi súng ống rồi tùm lum này cũng như em thôi mà mày đặt nói làm như hiền lắm luôn á. Dù
dụng cụ đi mai cần thiết cho cuộc sống sinh tồn của mỗi con người ở thế giới này. Rồi đi vô đây nè, phòng tắm trong này nè, nhiều chuyện quá, vô đây. Trời ơi, phòng tắm này hả? Trời ơi, mát quá. Đó, đi nha, đây là xà, bên này là xà bông nè, đây là bồn cầu nè, đó rồi đi á nha. Trời ơi, cảm ơn chị nha. Trời ơi, mấy bạn ơi, trời chị Timmy của mình tốt ghê luôn. Các bạn nhìn nè, trời ơi, phòng tắm đồ gì đẹp quá không hồi. Rất là hợp với nhan sắc của mình. Ôi, mình tắm đây, tí nữa mình lên đó, mình ăn sáng nha mấy bạn. Giờ mình tắm đây, trời. Bơi nè, trời tắm mát quá, hơi tắm xong rồi. À trời ơi, tắm xong mát mẻ người ghê, nhưng mà đói bụng quá anh em ơi. Bây giờ mình sẽ lên trên mình hỏi chị Timmy của mình coi là có cái gì ăn không, cái nào mình đói bụng quá để lên xem nha. Chị Timmy ơi, trời đói bụng ghê luôn á. Mở lên, mở cửa cái nào, leo lên. Chị Timmy ơi, anh Việt sách giáo khoa. Chị ơi, gì vậy? Ờ em đói bụng quá à, có gì ăn không, đói bụng ghê luôn á. Tắm nãy giờ mới có 6 tiếng đồng hồ mà đói bụng ghê luôn á. Bây giờ chỉ có khoai tây thôi, ăn khoai tây không? Thôi, nó không ăn khoai tây mà cứ đưa khoai tây hoài, nó không ăn mà. Rồi thôi đi ra đây đi, còn một cách duy nhất thôi, ăn súp không? Súp hả? Ăn. Rồi ok, đi ra đây cưng, ra đây. Để đây, trời. Rồi đúng là, bây giờ muốn ăn súp đúng không? Đúng rồi. Đây, phụ tao gặt mấy củ cà rốt đây đây. Ok, rồi chị làm canh súp cho ăn, chứ giờ lại nhà không còn gì hết trơn á. Ok chị, trời. Đi đây. Ủa ai, giấy vịt đây là em gái tôi ở dưới quê mới lên. Chào anh. Em gái hả? Em gái tôi nó tên Đen. Tôi nhìn người đó, tôi biết tên nó rồi á. Bây giờ bà không phải giới thiệu đây mà. Sao được là em gái bà vậy? Từ trước giờ bà có kêu bà có em gái đâu? À không, nó là con của bác Tám tôi, nó em họ tôi á. Tôi lấy đồ ăn rồi, xong tôi xong việc tôi về trước nha. Anh ơi, anh gì ơi, trời, anh vàng chặt vàng kè ơi, trời. Anh tên gì vậy? Anh tên Vàng. Hồi nãy em nghe chị này kêu là anh vịt gì mà, chứ không phải anh Vàng. Anh tên Vàng á, không phải tên vịt đâu. Mày, anh tên Vàng á. Cái gì vậy không, tự nhiên anh làm quen với em gái tôi đi, nó dễ thương quá. Dễ thương hả? Tôi nói thiệt mà. Trời ơi, nhìn mặt em nè, em dễ thương đó không? Thôi, người em là mặc đồ nhìn nó hiện đại, nó theo mốt mà còn dễ thương nữa. Nói chung là nhìn anh cũng đẹp trai đó. Không biết là anh có muốn gọi sao ta? Có muốn mà trở thành người may mắn nhất trên đời này, được làm quen với em không? Được làm bạn trai của bé Đen không hử? Chắc là anh không hợp với em đâu. Anh không thương đáng. Cái gì? Em dễ thương như vậy mà anh nói là không hợp á. Em dễ thương nhưng mà anh không xứng đáng, bởi vì nhà nghèo lắm, không có tiền, không có gì. Không sao, anh cần quan trọng giàu nghèo, miễn là anh thích trai được rồi, anh thích thôi. Anh là gay, trời ơi, anh chỉ thích trai thôi, anh không thích gái đâu. Bây giờ anh phải về nhà, anh làm cái việc này quan trọng lắm, vì mà nếu anh không làm thì mai sếp anh đuổi việc á, thì có gì mình nói chuyện với nhau sao nha. Thế nha. Ôi giật ơi, mở cửa đi anh, giật ơi, sao cửa vậy trời. Trời tức quá nè em ơi, tức ghê luôn á. Thôi, nhưng mà tao bội trong này nè, có anh tên là Mr. Dịch, anh này đẹp trai ghê luôn nha. Trời, bé Đen thích rồi đó, bây giờ mình sẽ tìm cách để mình cua anh Dịch mới được. Trời, ok, phải nghĩ cách thôi. Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình đã tìm được cách để có thể cua anh Dịch rồi. Đó chính là mình đã có cái bánh kem nè. Mình nghe anh chị Timmy của mình nói là anh Dịch rất là thích ăn bánh kem luôn. Mình sẽ đem bánh kem này qua để dụ anh Vịt đó. Trời ơi, đi qua nè. Hình như là anh Vịt đang ở trong nhà. Đây mình sẽ đặt cái bánh kem ở đây nè. Rồi thế nào anh Vịt nghe mùi bánh kem anh cũng sẽ ra thôi. Giờ mình sẽ leo nóc nhà. Đây, leo nóc nhà anh này. Khi nào mà anh Vịt ra vừa lụm cái bánh kem là mình cầm cái búa này, mình bay xuống, mình gõ cái đầu anh một cái là anh nứt xỉu liền. Thôi đứng đây chờ thôi. Trời ơi, đói quá, trời đất ơi, đói quá mà không biết kiếm gì ăn không, trời đất ơi. Có cái mùi bánh không thơm mày? Nè, làm bánh đi. Gần đây. Trời ơi, bánh kem nè, trời ơi, bánh kem ai để đây, trời ơi, chắc là ra rồi. Không phải dễ làm tặng mình nè, trời ơi, ngon này, nhìn nó đúng hấp dẫn luôn. Ok, làm nhiều mới đẹp trai ai. Mấy bạn ơi, mình đã bắt được anh Dịch ở đây và mình đã nhốt anh vào trong cái lồng rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ kêu anh dậy nha. Đấy, dậy đây, bắt, dậy đây.
Trời ơi, ngủ rồi, ngủ rồi. Dậy đi. Anh ơi. Chuyện gì vậy? Ủa? Ủa, tôi đang đâu vậy? Hả? Tôi đang đâu vậy? Trời. Nhớ gì, ai? Ủa, bay đi, bay đi. Sao nhớ lên vô đây vậy? Trời, anh nó bị em bắt rồi. Bây giờ em hỏi nha, Dịch có chịu làm người yêu không? Cái gì? Sao? Tôi chưa bắt gì khác với tôi đây đâu. Bây giờ có làm người yêu không? Không làm người yêu mắng cho nét người nha. Tôi có đại liên đó nha. Bây giờ có chịu làm người yêu tôi không? Không, gì hết, yêu đương con khỉ gì mà bắt người khác nhớ tôi đây. Chưa nói chuyện tình cảm thế này là thấy không được rồi. Nó không cần biết, miễn là ai biểu anh đẹp trai với chi giờ có làm người yêu không? Không. À không đúng không? Rồi ok không? Được rồi, chuẩn bị nha. Cho hành vịt phanh thay nè, có quả bơm nè, để đốt rồi nha. Đốt quả bơm. Đừng đốt rồi mày, cái này nguy hiểm lắm. Đốt rồi bắn hết nhà, bắn hết cả nông trại nữa. Ôi cái gì đâu, cái này á bây giờ mà lấy cái hộp quạt á, mình châm vô cái là cái bùm một cái, trời cái khu này banh hết. Ôi banh luôn cái khu không được, khu này đúng để biết tụi bạn coi nữa. Thôi bây giờ chịu đi, chịu làm bạn trai của bé Đen đi, bé Đen mới thả vịt ra cho vịt làm video. Không được, làm sao làm video em được, người ta yêu đương, người ta phải gọi là có cảm hứng, người ta phải có tình cảm với nhau chứ, làm sao chơi như thế được, chơi không được. Ok, vậy thôi, khỏi cái còn cái làng này, nó quay video luôn, phá luôn cái làng này luôn. Ê, đừng phải, chết rồi, em thả ra đi thôi, anh cho em hết kim cương trong nhà anh luôn, được chưa? Không, không, kim cương, chỉ cần dịch thôi, giờ dịch chịu không? Tào lao, kim cương, có giá mày xong lấy. Không, bây giờ chỉ cần dịch làm bạn trai em thôi, dịch làm bạn trai không? Bắt buộc phải làm bạn trai thì mới chứ ra hả? Đúng rồi. Chết trời rồi, đừng cùng mà biết làm sao giờ. Thôi làm bạn trai đâu. Ok các bạn ơi, nói chung là mình đã bắt được anh Mr. Dịch rồi. Thì bây giờ Dịch sẽ phải làm bạn trai của bé Đen suốt cả cuộc đời. Thôi không sao cả. Nói chung là mình đã bắt được Dịch rồi. Thì nếu như các bạn nào mà muốn mình thả Dịch ra thì đừng quên like video này nha. À mà quên nữa, cái kênh từ nay là kênh của mình rồi. Anh Phong Cận bị mình hack kênh rồi. Thôi đùa thôi đó, cái kênh này hôm nay mình mượn anh Phong Cận làm video cho mấy bạn xem thôi. Mai mốt mình sẽ trả cho anh Phong Cận sau. Ngày mai là anh Phong Cận có video của Phật của Phong Cận ngay. Ok và tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Bye bye.